Chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh thèm là hả chim cút á, cho nên Quỳnh mua chim cút về. Và hôm nay thì Quỳnh là hả tẩm ướp gia vị và Quỳnh nướng với lại mắc mật nha. Bây giờ mời mọi người cùng ăn chung với Quỳnh nha. Sao biết món này món gì không? Chim cút. Chim cút. Ôi ơi, nó mới vừa nghe Quỳnh nói xong mọi người, giờ nó mới biết món này món chim cút á. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nha. Lâu lắm rồi á, mình mới ăn lại cái món này mọi người. Đây. Nướng ở nhà nha mọi người, nướng mà cho nước tương vô bởi vậy nó hơi bị đen. Nhưng mà nó không có cháy nha, nó đen thôi. Trời, nó dài mọi người, nó dài. Ăn hả? Quỳnh nhớ hồi xưa bên Việt Nam á, Quỳnh hay ăn món này á. Quỳnh hay ăn chim cút chiên bơ. Không biết là bây giờ cái chỗ đó còn bán không, nhưng mà cái chị đó bảo chỉ bán ngon nha mọi người. Chim cút chiên bơ ăn chung với lại bánh mì. Sáng thì sao nó có chú nghe cả cà ri, xăng cà ri. Hôm nay Quỳnh mua trên đây là tổng cộng là 10 con về nướng. Cái món này nướng như gà nướng mọi người, mình muốn cho gia vị gì vô cũng được chứ. Cái thịt nó thì dai nha. Ở Nhật có thì hả mua gà trong siêu thị á thì gà nó bở á, thì có thể ăn được mấy con gà gọi là gà thả vườn. Ở Nhật á thì mua cũng hiếm nữa, bởi vậy ăn được chim cút á, ăn mấy thịt nó dài ăn sướng nè. Nếu cái thứ hai nữa là chim cút ở Nhật á thì người ta có nuôi nha, bởi vì chim cút nhiều nhiều. Này thì Quỳnh hay mua, giờ mà hầu như là Quỳnh nướng thôi mọi người. Mọi người biết cút này còn làm món gì được nữa không? Giống như ví dụ như mình nấu lẩu, có nấu lẩu không ta? Chứ này câu hỏi công nhận là con này á, nó thịt đất nha, hầu như xương là chính, hầu như xương là chính. Ăn thêm cà ri á, sao xuống kêu ba múc thêm cà ri cho Sa. Tại vì đó là sao ăn hết ra, sao chừa cơm lại á. Múc thêm cà ri lên ăn với mẹ. Phải không? Không ăn được rau răm á mà. Bởi vậy á, hái được ít lá quế ngoài vườn trồng rồi. Đem vô ăn đỡ. Mà năm nay là hơi một cái là mua được cái lá quế của Việt Nam á, bởi vậy nó thơm, ơi là thơm, phòng đến thơm á. Sa đi về Nhật nha mọi người, nhưng mà tâm hồn vẫn còn Việt Nam lắm. Tối trước khi đi ngủ quay qua hỏi Quỳnh vậy nè: mẹ ơi, ngày mai mình đi đâu chơi vậy mẹ? Hả Sa? Thích đi chơi lắm. Đi học xong rồi bắt đầu mọi người biết gì không? Năn nỉ mẹ: mẹ ơi, ngày mai cho Sa không đi học nha mẹ. Sao vậy? Đi học không có vui hay sao? Hả? Không vui. Đi học có nhiều bạn mà kém vui mẹ. Mấy bên đây sao đi học các bạn, sao nhìn sao thấy cái tóc mới của Sa bạn sao có hết hồn không? Ủa không thấy hết hồn luôn hả? Nó không có cháy luôn. Nó không thấy luôn. Trời ơi, tóc người ta mới đẹp giờ mà không thấy luôn hả? Ừ. Trời đất ơi, ui giời ơi, tóc của Sa mới đẹp giờ mà không thấy luôn. Chắc bạn sao không để ý, hôm nay tóc da dài à. Nó phải ngắn như tóc hôm bữa mà hả mẹ mới cắt cho Sa ở bên Việt Nam á, thì chắc bạn sao mới để ý. Hôm nay nó hơi dài lắm sao. Trời, cái chỗ cái cánh đó mọi người. Cút cái xương hả?
mới về Việt Nam nha. Vậy mà vòng qua vòng lại mùi về đấy mọi người cũng được một tuần hơn là nó nhanh ghê không. Thời gian cho nhanh ghê luôn. Quỳnh mang bầu mình thấy nó hơi lạ, nhưng mà hai tập đầu Quỳnh mang bầu là mang bầu thằng đầu với thằng xa. Quỳnh rất là sợ cái mùi cơm sôi nha mọi người, nước cơm mà nó sôi lên á, trong nồi cơm nó sôi lên mà. Trời ơi đầu Quỳnh ói xanh mặt. Còn lần này á Quỳnh đứng kế bên nồi cơm luôn, cơm sôi không hề hấn gì mọi người, không biết làm sao nữa. Cho nên mỗi lần mới nói, mỗi lần mang thai là mỗi lần mà được gọi sao cái kiểu ngán nó khác nhau mà. Hôm nay mình ăn chung ở đây với lại là trứng hồng đào nha, rồi trứng ngon mà. Sang giỏi dữ ta, hết luôn rồi, cho cô chú các bạn xem cái dĩa ra. Trời ơi ăn giỏi dữ ta, đưa dĩa cho chúng tôi. Trời ơi ăn hết nguyên cái dĩa chắc cà chua luôn, quá dữ luôn, ăn hết trơn cái dĩa luôn. Ở những mấy bữa nay á là ta đi học bài nha, khoảng một tuần mà nha. Đổ người mẹ, trời ơi coi nè, cái miệng bị mẻ, cái miệng bị mẻ đó, mày quậy ổng lớn á mọi người, bây giờ ổng biết á, nó nói với Quỳnh á, mẹ ơi mẹ đẻ em ra mẹ còn thương xa không, mẹ thương xa nhiều không. Nó lại nó hỏi ba nó là để nó ra còn thương nó nhiều không, thương nó bao nhiêu. Hồi xưa ba, hồi lúc trước ba nói là thương nó 100% gì, đẻ ra rồi có thương 100% nữa không. Ba nói thương hai đứa bằng nhau xong bỏ đi mà à. Tại vì bây giờ là nó còn khoảng 3 tháng nữa là anh được 8 tuổi mà. Tại vì ảnh sanh cuối năm, cái nãy năm 2016, hôm nay mà ai mà sanh không năm 2016 là 8 tuổi ha. Mà Quỳnh tính cái ngày sinh nhật của nó thì nó được 8 tuổi. Bởi vậy giờ ổng lớn, ổng biết lắm mà. Suy nghĩ dữ lắm. Hỏi ai dạy sao vậy? Hỏi ai dạy sao? Trời nó chẳng mặt. Hỏi ai dạy sao vậy? Không, ta sao tự nghĩ ra, là sao hỏi mẹ? Với hỏi ba ma. Để con mà nó nhỏ nó mọi người thì nó không biết gì nha, thì nó sẽ không có những cái câu hỏi ngu ngơ vậy. Nhưng mà để con mà nó lớn lớn á, khoảng chừng 6-7 tuổi trở lên á, là tụi nó biết á, tụi sẽ hỏi nha mọi người. Nhưng mà để con mà nhỏ quá thì mình chăm hai đứa thì đỡ cực. Nhưng mà vấn đề là mình sẽ không dành tình thương nhiều cho đứa lớn nữa, chăm đứa nhỏ hơn tội nghiệp lắm mọi. Hồi xưa Quỳnh còn nhỏ nha, cả mình ngang ba mẹ Quỳnh á đi làm buôn bán suốt luôn, nói là chính xác hơn là buôn bán ngoài chợ á, bán chạy ra chạy ăn từng ngày từng bữa đó mọi người. Thì khi bán chạy ăn từng ngày từng bữa vậy á, cho nên là mẹ Quỳnh đâu dám nghỉ bán, và ba mẹ Quỳnh không dám nghỉ bán luôn. Nghỉ bán á thì mình vẫn phải phóng tiền thuế qua chi, đóng tiền chỗ ngồi, từ đóng theo tháng mà chứ phải đóng theo ngày. Rồi không có tiền mua đồ đi chợ ăn cơm nữa,
ba mẹ Quỳnh làm quanh năm suốt tháng luôn mà không có dư mà. Mà hả, làm nghề khác thì ba mẹ Quỳnh lại không biết làm nghề gì hết, cứ buôn bán vậy đó. Cho nên nó không có dám nghỉ ngày nào hết. Tết á chỉ nghỉ đúng có ngày mùng 1. Mà hả, trước Tết á thì thức khuya dậy sớm đi chợ á để cho người ta mua đồ đi chợ về cho cúng Tết á. Cho nên những ngày trước Tết cày cũng nhiều lắm. Cho nên tới ngày mùng 1 Tết á, nghỉ coi như nghỉ sớm hơi một ngày là ngủ nguyên ngày từ sáng tới chiều luôn mọi người. Muốn với ba mẹ dắt đi chơi một ngày á nó cũng khó lắm mọi người. Không phải là gọi là khó mà là rất khó luôn á mọi người. Bởi vậy tuổi thơ của Quỳnh á, mang tiếng là Quỳnh ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh, chứ thật sự Quỳnh không có biết mấy chỗ vui chơi, sở thú đầm sen này nó kia mọi người. Tiện đâu đi, với ai là người dắt đi. Bởi vậy không biết mọi người. Bởi vậy hả, Quỳnh thấy á, bây giờ mình để con mình ra, Quỳnh nó muốn nó cũng không có thiệt thòi giống như Quỳnh hồi xưa. Bây giờ nó biết được nhiều thứ lắm mà. Không có hứa là cho nó cái gì thiệt là nhiều, giống như nhiều cho thiệt nhiều tiền hay gì, nó cũng ráng cho nó học hành, cố gắng đến đâu hay đến đó. Với cách thứ hai á, Quỳnh cũng nguyện trong lòng á, đã để nó ra cố gắng nuôi nó, với là cho nó có một tuổi thơ thiệt là đẹp nha. Ba má Quỳnh hồi xưa khổ quá, ăn cơm chạy ăn cơm ngày hả hai bữa mà còn không nổi nữa. Chưa tính á là phải để dành tiền để mà đóng trường học cho Quỳnh. Bởi vậy ba má Quỳnh hay nói với Quỳnh á, ba mẹ không có gì cho con á, ba mẹ chỉ cho con được có cái chỉnh thôi. Đã vậy đâu học giỏi như ta, học giỏi nó làm như học dốt rồi. Thì nhà cũng khó khăn, tiền nó học đại học mà. Học hết lớp 12 xong rồi cái học trung cấp, học trung cấp kế toán, rồi ba Quỳnh mất xong rồi sau đó là hả, tiền đâu đóng tiền học tiếp mọi người, nghỉ rồi đi làm vài năm kiếm tiền nuôi mẹ Quỳnh với em gái Quỳnh. Còn lúc đó hả, ba Quỳnh mất hả, nhà thiếu nợ tùm lum mà. Rồi làm gì vậy, năm mà cháu Quỳnh có tiền lại, cháu bắt đầu nắm tiền đi học tiếp, học thiết kế đồ họa bên in ấn quảng cáo, học học bên trường in đó mọi người. Nói chung là học bên trường in mà rốt cuộc ra đâu có làm in. đi làm cái ngành nghề không mọi người. Cái đó người ta ra làm sau này người ta làm báo chí mà ngờ. Mà Quỳnh bữa đâu làm giờ giống y chang vậy đó. Bây giờ mà kiếm người mà đi làm đúng ngành nghề chắc hơi bị khó mà. Tưởng sao bây giờ mà đi lấy chồng mới làm cũng tốt. Ăn gì sao? Ăn gì mà xuống quanh ngăn rồi. Ủa ngồi ăn với mẹ đi đâu vậy? Bỏ đây nè, mẹ có cái thùng rác nhỏ đây nè. Sao nó về Việt Nam á? Nó ăn kem Việt Nam á. Sao thích kem Việt Nam không? Kem Việt Nam có mấy loại thích. Nhưng mà đi qua Thái mà ngờ, có mấy loại kem Thái ngon ơi là ngon mà. Anh mê lắm. Bà xanh nó mê kem. Mọi người biết không? Bây giờ Quỳnh mang bầu á, thật sự một lần á mà khi Quỳnh ăn nhiều á là ăn vô xong là bắt đầu á. It's đi Dubai hả? Hả? It's đi Dubai hả? Nói tiếng Việt cho chứ mày nói gì thì không hiểu gì trơn. Sao? Mẹ ơi, mẹ có đi Dubai không? Mẹ ơi, mẹ có đi Dubai không? Tiền đâu đi? Mẹ nói đi Dubai mà tại sao không có đi? Mẹ đi mình mẹ hay sao? Tao cũng muốn đi với mẹ. Tao cũng muốn đi với mẹ nhưng mà Dubai nó nóng lắm nha. Nó coi TikTok mọi người. Rồi nó thấy tao quay Dubai đẹp quá.
có xe Gabogi này, rồi có vàng mà tùm lum á. Cái bắt đầu ông đòi đi Dubai. Dubai nó nóng hơn ở bên Thái Lan nữa, được ha? Được luôn hả? Được rồi, sao ghê vậy? Nóng số 1 là nóng số 1 cái Dubai quá. Không phải chứ đâu, là America. America chỗ nào? Mỹ. Mỹ. Mỹ, Mỹ mà kêu Mỹ. 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 Với nãy cũng nói với mọi người, bây giờ Quỳnh bầu Quỳnh ăn từ từ một ngày á, là Quỳnh ăn 5 đến 6 cữ nha. Nó bị ấy cái bao tử á, cho nên nó làm cho mình nó gọi là khó thở luôn. Cho nên không ăn lần nhiều được. Không mình nhắn nó mình hát chim mình. Umai wa mu shindeiru. Quỳnh á, qua được cột mốc 12 tuần á, bây giờ đang lo tới cột mốc mà hăm mấy tuần á mọi người, là đo được hình thái học với xét nghiệm máu tiểu đường thai kỳ á. Bởi vì Quỳnh đó mà cái thằng đầu tiên á là thằng anh xa á, là lúc đó Quỳnh bị tiểu đường thai kỳ nha. Chân cẳng đồ của Quỳnh nó sưng phù hết trơn à, trong khi á Quỳnh mang thai xa nha, trời Quỳnh phải tưng tưng luôn mọi người, không tiểu đường thai kỳ, không phù chân, không gì hết luôn, siêu dễ à. Cho nên đợt này á cũng hy vọng trời thương cho khỏe như đợt trước. Chứ đợt mà Quỳnh đẻ thằng xa, Quỳnh đẻ khó mọi người, gần mấy tiếng mà nó không ra, rồi thằng đầu nó mất rồi, cho nên nó đợt hai đẻ làm sao ra. Bác sĩ thấy lặn lâu quá, bác sĩ cũng sợ mà có tì vết vậy, bác sĩ sợ. Anh xã Quỳnh tí giấy cho đi mổ luôn, cho nên là hả lý do mà lần này á mà Quỳnh đi mổ á, mà Quỳnh đi đẻ là cũng là sẽ mổ chứ không có đẻ thường. Đã mổ rồi là mổ luôn. Ăn nhanh dữ ta. Ăn có mấy con nữa nè. Rồi bây giờ thêm ăn thêm trứng nữa là bắt đầu. Cái bụng nó ngồi lưng lửng ở trên nè. Ăn nhiều quá là chút không thở nổi nữa. Để chút sợ video ăn tiếp. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye.